Lô chào mọi người nha. Hiện tại mình đi nhặt banana ở bên làng Hờ Gia nha cả nhà. Để review cho cả nhà mình xem nha. Ok. Giờ mình quay cho mọi người xem chi tiết nha. Đây nha cả nhà nha, mình quay video chi tiết hôm nay là đây nha. Đây là cái gì đây? Rượu à? Đây là nướng nói. Nướng nói. Đúng rồi, nướng nói. Đây anh em mình đang chuẩn bị nha. Ở đây đám cưới từ hôm qua rồi cả nhà. Hôm nay thì nói chung là này là hôm qua là ngày chính thức, hôm nay là ngày cuối cùng đó nha cả nhà. Về review anh em bà con đây đang chuẩn bị như thế nào nhé cả nhà. Đây, nói chung là lặt vặt bên đổ bếp nấu nướng này kia rồi. Bên này là hàng rào, một tí là người ta sẽ xếp cái rượu cần nha cả nhà. Đây là nhạc của mình nè. Mình chơi nhạc dân ca banana với lại nói chung là nhạc cái gì cũng có nha. Đó. Giờ anh em mình xem theo dõi nha. Ok. Đấy, nói chung là hôm nay là vui thế nào anh em mình xem nhá. Đây là chủ nhà nhá, đây là nhà của chú Bi tại làng Hờ Gia đó. Anh em mình cứ xem dõi video nhá. Ok, lâu lâu mình lên video Legin 81 ở trên kênh này nhá. Nói chung cũng làm cái này cũng vất vả lắm các bạn. Nào là đàn organ, nào là piano, nào xe lôi. Nói chung là làm cực kỳ là vất vả này. Anh em đang chuẩn bị này, chuẩn bị dọn dẹp sân khấu từ hôm qua này cả nhà. Tin nó đây là tin ở chỗ người ta ăn nhậu ở đây nha. Review. Sao anh em không có uống à? Ngồi đây chưa làm nước nói à? Không quá say nhỉ? Say nhiều. Ri à, đúng mày à? Tao mới ri chỉ đấy. Tao ri bia bơ. Bây giờ anh em mình đang chuẩn bị được nói này. Bên này review cả nhà mình. Chàng kia em. Nhưng mà hello để trả Harry tại em cơ. Đây là chủ nhà.
là ông này mới lấy vợ nha. Con bây giờ con hơn rồi, bây giờ con lao rồi. Anh đi chơi hai đôi. Ừ, tìm.